cắn sức á, họ thở mình sẽ thấy là co kéo ha, cái
thưa ông Tổng thống một cái họp chính thức, nghe rút lọt cái họp chính thức thế này. Rồi nhìn thì quan sát lồng ngực, một số người với lồng ngực người ta có bất thường biến dạng lồng ngực, nên đó cũng có thể cho bẩm sinh. Lồng ngực hình hình ức gà vô lên, vô phía trước lên, hoặc là lồng ngực lõm hình thùy, lõm phía trước lên, lõm phía trước thì nó lõm xuống phía dưới. Các em trẻ ở Việt Nam hay gì đó thì thôi cũng cũng hay có rồi nó là do bẩm sinh. Rồi có thể quan sát cuộc sống xem có buồn có hưởng có vẹo cuộc sống hay không, tại vì một số bất thường về lồng ngực á nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái vấn đề hô hấp nha, hoặc nó có một số bệnh lý nó liên quan như cái vấn đề biến dạng lồng ngực. Rồi mình đếm tần số thở, quan sát kiểu thở của bệnh nhân, tần số thở nó tăng nhanh quá nha, bình thường thì thường nó khoảng dưới 20 lần một phút, 16 đến 20 lần một phút ở người bình thường. Nó như tần số thở nhanh quá cũng có biểu hiện bệnh nhân có tình trạng khó thở, hoặc là quan sát xem bệnh nhân là có khó thở thì thở ra hay không, hay là khó thở lúc ta hít vào. Một số bệnh thì nó làm cái thì thở ra nó khó thở hơn, ví dụ như là bệnh phổi mãn tính hoặc là bệnh hen suyễn. Thank you.
quan sát xong thì tới cái bước tiếp theo là sờ ha. Sờ thì mình hỏi xem bệnh nhân có cái điểm đau nào hay không, có cái vị trí nào đau trên phần ngực bệnh nhân hay không. Mình sờ cái điểm đau, sờ còn có mục đích khác là để xác định cái khoảng gian sườn, coi xem với là khoảng gian sườn số mấy, để mình biết được cái sát thương của mình nó nằm ở khoảng gian sườn mấy. Mình sẽ sờ và tìm các cái hạch vùng hố chân đòn, vùng nách và vùng cổ. Một số bệnh lý hô hấp nó đang có hạch hố chân đòn. Rồi tìm dấu hiệu lép rách dưới da, trong tràng khí dưới da. Một số bệnh nhân người ta bị vấn đề bệnh lý ở phổi đó, nó gây ra tràng khí màng phổi, tràng khí màng phổi nó có thể gây ra cái tràng khí dưới da. Thì mình sờ lên cái da bệnh nhân á, nó sẽ có cái tiếng lép rép giống như là cái tiếng thấy không? Tuy nhiên nó sẽ không có lớn như cái tiếng giống như là những cái túi bóng mà nó có chứa hơi đó. Đó thì nói chung có tiếng lép rép thì em cảm hình dung là giữa cái lớp da mình với cái lớp mô bên dưới nó có cái lớp khí ở giữa đó, khi mình ấn vô nó sẽ xẹt xuống, nó nghe tiếng lép rép như vậy. Rồi cái quan trọng nhất của sờ là khám rung thanh. Rung thanh là gì? Rung thanh là cái rung động của cái dây thanh âm. Khi bệnh nhân phát âm á, bệnh nhân phát âm đó thì cái rung động nó sẽ truyền ra bên ngoài của mình, và mình có thể cảm nhận được bằng cái lòng bàn tay của mình. Rồi cái cách thực hiện đó thì mình phải áp sát hai lòng bàn tay, mình phải cảm nhận bằng cái lòng bàn tay cùng lúc lên thành ngực ở vị trí đối xứng hai bên, và khi đó mình sẽ yêu cầu bệnh nhân gì đếm từng tiếng, 1, 2, 3 đếm từng âm như vậy, mỗi cái tiếng như vậy đó thì nó sẽ phát ra cái độ rung của nó, và mình sẽ cảm nhận cái độ rung bằng cái lòng bàn tay của mình. Thì không nhất thiết phải đếm với cái tiếng 1, 2, 3, nhưng mà cái đó là nên như vậy. Các âm khác thì nó cũng có độ rung, nhưng mà mỗi cái âm nó sẽ có độ rung khác nhau. Mỗi âm sẽ có độ rung khác nhau, cho nên là các em phải làm đó. Và các cái âm khác thì nó cũng có độ rung, nhưng mà tốt nhất là cứ đếm ba cái âm như vậy, ba cái âm này nó có độ rung nó tốt hơn các cái âm khác. Cái thứ hai là mình không phải lúc đếm âm này đếm âm khác, không dùng 1, 2, 3 hay là 4, 5, 6 thì âm với cái độ rung nó khác nhau, mình không nhận xác được. Rồi khám thì nguyên tắc phía trước được, rồi về phía sau lưng và hai cái bên vùng nách hai bên, và khám đối xứng từ trên xuống. Rồi em mình xem qua cái clip. Thank you.
cái chéo tay này thì cũng không cần thiết, thấy không? Chéo tay thì khi nào mình nghĩ là hai cái tay mình nó cảm nhận khác nhau và khi nào có bất thường á thì mình mới làm. Nào, ví dụ giờ mình thấy rung lên hai bên mà nó giống nhau cái điều thì đâu cần thiết phải chéo tay. Còn ví dụ mình thấy một cái bên mà nó tăng hơn bên kia hoặc nó giảm bên kia thì tức là một bên có bất thường, phải không? Đó thì khi đó mình có thể gì? Mình chéo tay. Chéo tay là tại vì mình không biết được cái bên cái tay của mình nó cảm nhận như vậy là nó có khác nhau hai tay không. À, còn nếu như mình nghĩ hai tay mình cảm nhận cũng giống như nhau thì không cần thiết phải chéo tay.
những người gầy lên, những người béo sẽ khám những người này. Vậy thì cái sờ rung thanh này nó sẽ bất thường trong trường hợp nào? Rung thanh nó thì nó có thể nó tăng hoặc nó giảm. Nó giảm là trong cái trường hợp là ví dụ như là có tràn dịch, tràn khí màng phổi, có lớp dịch hoặc lớp khí nó ngăn cách giữa cái ở trong màng phổi nó ngăn cách cái âm thanh truyền đến thanh lực thì mình sẽ có cái rung thanh nó sẽ giảm. Nó sẽ tăng trong cái trường hợp là có đông màng phổi. Động mạch phổi là trong cái vùng phổi bị viêm, nó động đặc như một vùng á, giống như là cái khả năng mà chuyển độ rung trên cái vật thể màu đắng á, nó sẽ là tốt hơn. Rồi gõ nãy mình xem rồi thì nói lại thêm thôi. Nó thì nãy dùng một cái bàn tay bàn tay thường nó là bàn tay thuận á, mình để trên và cái ngón tay mà mình muốn gõ thường sẽ để ở khoảng gì, khoảng vai thường, cho nên cái xương của mình ra ha, cái xương thường nên là mình sẽ để ở khoảng vai thường ha, thường là cái đốt giữa ha của cái ngón tay giữa đó, rồi mình dùng cái ngón giữa của cái bàn tay còn lại nha, mình sẽ gõ lên. Khi mình gõ như vậy nó sẽ có gì, sẽ có cái tiếng gì, nó sẽ có cái âm thanh phát ra. Bình thường mình gọi nó là gõ trong nha, tiếng bình thường á, tiếng bình thường khi mình gõ trên cái nhung mô phổi bình thường á, tiếng nó gọi là gõ trong. Còn nếu như nó bất thường thì nó có gõ đục ở trong trường hợp mà nếu như nó có dịch ở trong màng phổi á, nha, mình gõ để xác định dịch màng phổi á, thì khi có dịch á mình sẽ gõ đục, nha, hoặc là tự nhiên cái chỗ phổi nó có một cái khối u gì đó lớn, mình gõ nghe cái chỗ đó mình âm thanh nó đục, không? Rồi còn nếu như mà bên dưới á, ví dụ như là gì nó có khí, tràn khí màng phổi, giữa hai cái màng phổi đó thành lá tạng á, nó có khí, gọi là tràn khí màng phổi đó, thì gõ nó sẽ gì? Gọi là gõ vang, cái tiếng sẽ lớn lên, hiểu không? Gõ vang, tiếng nghe lớn lên, còn gõ đục là tiếng nó trầm, nó nhỏ hơn, giống như là gõ vô cái trống vậy ha. Chính lại không khí thì mình sẽ thấy rất là lớn hơn, rõ vang đó là dạng dạng khí ngộ độc trong dạng tạng khổ. Rồi vị trí cũng vậy ha, phía trước và phía sau hai bên mắt. Rồi cái thao tác khác cuối cùng là nghe phổi, mình dùng phần màng của ống nghe để nghe phổi. Đương nhiên phải áp sát cái màng nghe và lên cái thành lực bệnh nhân nghe cho nó tiếp xúc tốt với cái mặt da đó. Và cũng ở thường nghe ở mặt da thường như vậy, và nghe cũng vậy, nghe nguyên tắc thì cũng giống nhau, nghe từ trên xuống dưới rồi lúi xuống hai bên. Thank you.
mày nói ha, nó có cái xương vai đó, nha, xương vai hai bên nghe mình trắng nha, xương vai chỗ này là sao, cái bộ bên này đó. Dưới thì không có cái xương vai thì mình có thể nghe sang hai bên và lấy cổ. Các cái tiểu phế quản.
như vậy thì cái dịch ở trong, giống cái dịch ở trong một cái ống, thì khi không khí đi qua đi lại thì sao thì đều nghe được, cho nên là nó động có thể nghe được ở cả hai thì nghe cả hai thì, và cái tiếng của nó ra động mà tiếng nhỏ hạt á, rồi ra động nhỏ hạt thì cái âm sắc của nó nghe gần giống như là nổ, cho nên là chú ý rất nhiều. Thì cái vệ mô tả nó giống như tiếng lọc sạch con nước, nó không khí thổi qua thôi là nó có nước nghe tiếng lọc sạch, nhưng mà nó ra động lớn hạt thôi, còn ra động nhỏ hạt thì nghe gần giống như âm của ra nổ, nên mình phải nghe nha, không biết. Rồi cái ranh thứ ba là cái ranh đứt. Ranh đứt thì cái cơ chế của nó là nó do cái tình trạng mà co thắt, co thắt cái phế quản, co thắt phế quản thì gặp trong cái, thường gặp trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hen suyễn á, hen phế quản á, thì có tình trạng co thắt phế quản khi mà không khí nó đi qua giống như là gió thổi qua một khe lửa thì nó nghe cái tiếng đứt. Thì cái tiếng này á thì thường sẽ nghe rõ thì thở ra, mặc dù nó có thể nghe hai thì nhưng mà thường là nghe rõ hơn là thì thở ra, nghe hai thì mà rõ thì thở ra, chưa. Còn cái ranh ngáy, ngáy là giống tiếng ngáy đó, gọi là ranh ngáy. Ranh ngáy thì cơ chế đó là cũng do nó hẹp các cái lồng phế quản, mà do có dịch có đàm, đàm nhớ ứ động, đàm nhớ không có dịch mà đàm nhớ, nó làm hẹp cái lồng phế quản. Giống như mấy người mà thở ngủ mà thở ngáy là do cái chỗ cái quản này ha, cái quản cái đường hấp trên này nó bị hẹp xuống, cái kia nó bị hẹp giống như vậy đó, nhưng mà nó ở trong cái phế quản nên mình nghe cái tiếng nó nhỏ hơn, nhưng mà cái âm sắc của nó cũng giống như là tiếng ngáy vậy ha, gọi là ranh ngáy. Thì ranh ngáy cũng nghe ở cả hai thì, nhưng mà chủ yếu là nghe rõ thì thở ra. Tiếng thở rất thanh quản, và tiếng thở rất strider, thì cái tiếng này là do nó hẹp tắc nghẽn phía trên thanh quản của mình, thì cái tiếng này á, tiếng nói với cái tiếng thở rất mà wheezing ha, thường do tắc nghẽn nguồn gốc từ phía quản của đầu thấp hoặc phía quản gốc á, thì những cái trường hợp này á cũng có thể là nó do, thường nó có thể là do tắc nghẽn do dị vật nha, hoặc là do những nguyên nhân khác nha, u bú nó chèn ép, hoặc là những cái bệnh nhân đặt bệnh nhân mà người ta mở cái quản hoặc là mở cái quản lâu ngày quá nên có thể nó bị sơ hóa hoặc là co thắt gì đó, thì có thể nghe nó có cái từng có cái tiếng thở nước này, và cái tiếng này thì nghe rất là lớn, nghe nhiều khi đứng bên ngoài đã nghe thấy rồi, tại vì cho nó hẹp nha, nó hẹp những cái đường quát trên này nha, thanh quản khí quản nha, nghe tiếng rất là lớn. Rồi, còn cái tiếng này thì biết thêm thôi, nhưng mà thường nó cũng ít có ý nghĩa và cũng ít nghe được trên lâm sàng, hay là cũng ít ứng dụng trên lâm sàng. Ở tiếng cọ bằng phổi, trong cái trường hợp bằng phổi nó viêm, nó có lớp dịch mỏng á, thì khi mà ăn bằng phổi nó trượt lên nhau để có cái tiếng cọ bằng phổi đó. Rồi, đó thì biết thêm thôi, chứ còn rồi. Thì kết thúc cái bài này đó, các em có hỏi gì không? Ai có mắc câu hỏi gì thêm không? Hỏi thì bây giờ là ngồi yên, bây giờ bạn lớp trưởng đâu? Đưa danh sách lên cho thầy, nếu như mà thầy điểm danh lại anh em mà vắng ai là bạn lớp trưởng kêu cái gì? Nên là giờ cho điểm danh lên một lần nữa. Hai lớp trưởng ghi danh một lần nữa, nếu là điểm danh sao mà thầy đếm số lượng.